Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mac Channel. Và như các bạn biết, với sự ra mắt của con chip Apple A10 thì iPhone 7 và iPhone 7 Plus đã chính thức làm bộ đôi smartphone mạnh nhất giới cho đến hiện tại. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn đánh giá rất cao con chip Apple A9 trên những chiếc iPhone 6S và iPhone 6S Plus. Và trong video ngày hôm nay, mình muốn thử sức con chip Apple A9 với con chip Snapdragon 821 trên chiếc Xiaomi Mi 5S Plus. Ngay sau đây thì mình sẽ tiến hành tắt hết ứng dụng chạy nền và khởi động lại cả hai thiết bị. Rồi, logo quả táo đã lên trước. Và mình cũng chắc chắn đến 96% rằng cái con iPhone 6S Plus này sẽ khởi động lên trước. Đấy, bị ngay mà. Và để cho công bằng thì mình đã đưa cả hai thiết bị của chúng ta về chế độ máy bay và cùng kết nối một điểm phải vào tay. Và chiếc iPhone 6S của mình đang chạy trên phiên bản 9.3.5. Đây, Mi 5S Plus của mình đã khởi động lên. Và khi khởi động lên thì chiếc máy của chúng ta dư 2.5GB. Và đang chạy trên phiên bản MIUI V8 6.0.1 Marshmallow. Đây, Mac Mobile, Airplane, ok. Đợi lúc thì thiết bị chúng ta đã ổn định và chúng ta bắt đầu vào bài test. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với YouTube, chọn ứng dụng. Đó, wow, rất lâu vậy. Vào lâu nhưng mà lại load ra trước, rất là bất ngờ. Zing MP3, iPhone 6S đã vào trước rồi. Facebook. Rồi, Mi 5S của chúng ta đã load hình ảnh xong trước. Chrome. Mình cho cả, đây các bạn nhìn này. Nhìn cái thanh cuộn này. Và Mi 5S Plus đã xong trước rồi. Trong khi đây iPhone 6S vẫn phải chờ rồi xong rồi. Chúng ta sẽ đi đến với YouTube. YouTube thì iPhone 6S đã vào trước rồi. Mi 5S sao cứ phải load quá trời nhá. Ứng dụng photo. Cả hai thì có tốc độ đồng thời, nếu không muốn nói thì chiếc iPhone 6S đã vào trước một tí. Casserole. Ôi ôi, không thể đấu được. iPhone 6S đã vào trước rồi. Giống như Tsunami. Rất xin lỗi các bạn, mình bấm trượt. Mình sẽ cho vào chế độ chạy nền. Fruit Ninja. Wow, ai vào trước đây? Vâng, iPhone 6S vẫn vào trước. Không thể tin nổi, có thể tin nổi. Don't wait to die. Ui, quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời ơi, ấn phát vào luôn. Subway. Không có Subway. Subway vừa bị lỗi nên mình bỏ ra rồi. Temple Run 2. Vâng, iPhone 6S vẫn tỏ ra rất vô cùng mạnh mẽ. Nó đã vào trước rồi. Thời gian chênh lệch khoảng 3 giây đấy. Chúng ta sẽ đi đến với tựa game Nova 3. Và tựa game này thì cũng chắc chắn ôi rồi, xong rồi. Vừa mới nói xong, nó đã vào trước rồi. Asphalt 8. Liệu Mi 5S có bật được không? Không thể rồi. iPhone 6S quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Và mình sẽ cho cả hai thiết bị của chúng ta kết nối đến một Mac để xem thiết bị nào nữa sẽ có tốc độ load ban lên hơn nhé. Một, hai, ba.
ở cái tốc độ load map này thì sẽ yêu cầu cả GPU cũng như là CPU thực hiện. Và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem điểm CPU cũng như là GPU của cả hai thiết bị nhé. Vâng, iPhone 6s đã vào trước rồi. Thời gian chênh lệch sẽ rơi tầm khoảng độ 3 giây này, 4, 5, 6, 7, 7 giây. Khá là dài. Và chúng ta sẽ đi đến vòng 2, vòng quản lý đa nhiệm. 1, 2, 3. Được rồi, không còn nguyên. Còn nguyên cả hai. Google Chrome, cả hai còn nguyên. YouTube, nguyên cả hai nguyên còn. Cả hai vẫn còn. Ồ, mình ấn nhầm. Casserole thì đã bị khởi động lại. Casserole không bị khởi động lại. Và chúng ta đi đến với Zombie Tsunami, không khởi động lại. Cruise Ninja. Ồ, ngon. Ai Zombie này vẫn còn ngon này. Casserole vẫn còn ngon này. Jump Way Today vẫn còn nguyên. Food Ninja. Ồ, nhấn rồi này. Jump Way Today vẫn còn này. Temple Run 2, cả hai vẫn còn nguyên. Novala. Ồ, còn nguyên, rất là ngon. Asphalt 8. Oh no, Mi 5S đã phải khởi động lại trong khi iPhone 6S của chúng ta vẫn còn nguyên này. Vâng. Và có thể thấy thì con chip Apple A9 với 2GB thì đã hoàn toàn áp đảo với con chip Snapdragon 821 với 4GB trên chiếc Mi 5S Plus. Và cụ thể hóa hơn thì mình đã chấm điểm của cả hai thiết bị bằng phần mềm Geekbench và AnTuTu. Và điểm bằng phần mềm AnTuTu thì Mi 5S Plus cho điểm số lên đến 122.000, gần 123.000, trong khi iPhone 6S chỉ là hơn 120.000 một tí thôi. Và điểm đồ họa 3D của chiếc Mi 5S này nó cũng cao hơn khá là nhiều so với chiếc iPhone 6S. Trong khi Mi 5S là 43.587 điểm thì iPhone 6S chỉ là 32.920 điểm. Đây thì Mi 5S Plus vẫn cho cái điểm đồ họa 3D vẫn cao hơn so với chiếc iPhone 6S. Cụ thể là 1.723 điểm so với 1.668 điểm. Cũng cách biệt nhau khá là nhiều. Qua bài test này thì các bạn có thể thấy với con chip Apple A9 cùng với sự tối ưu rất tốt từ phần cứng đến phần mềm của Apple thì iPhone 6S đã có một màn trình diễn load game cũng như khả năng đa nhiệm tốt hơn một chút so với chiếc Mi 5S Plus. Tuy nhiên nếu xét về khả năng chơi game mượt mà thì mình khuyên các bạn nên chọn chiếc Mi 5S Plus vì nó có điểm đồ họa 3D cao hơn một chút so với chiếc iPhone 6S. Và các bạn sẽ chọn sản phẩm nào hay còn muốn mình làm bài speed test giữa các sản phẩm nào khác, hãy cứ comment chia sẻ ở phía phần bình luận. Mình sẽ liên tục cập nhật để trả lời cho các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn lại trong những video lần sau.